Bảo Táp Biên Phòng. Tập 18. Kiểm tra xem là gì. Dạ. Báo cáo chi đội trưởng, bên trong toàn là thuốc lá giả và mỹ phẩm giả. Đưa hết những người có liên quan về, dừng thuyền ở bến tàu đi. Dạ. Alo. Mất hết thật rồi sao? Lô hàng trị giá 7 triệu mấy lần đó. Phải. Tên Diêm Lạc Quy này đúng là đáng ghét quá mà. Mất rồi cũng tốt. Số mỹ phẩm đó đều là hàng giả, cũng không biết làm bằng gì nữa. Sử dụng rồi chắc chắn sẽ có hại cho sức khỏe. Nói lung tung vậy. Em sợ gì chứ? Nói không chừng em là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mọi người đó. Chỉ dựa vào em thôi. Nè, hai đứa nói xong chưa? Còn không mau qua ngồi đi, khách sắp đến rồi đó. Dạ. Xin lỗi mọi người, tôi đã tới trễ. Không trễ, không trễ. Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. À, để tôi giới thiệu với ông. Đây là con nuôi của tôi, Phùng Viên Linh. Mới từ Hồng Kông qua đây. Ông ấy chính là người ba thường nhắc với con, Phó Thị trưởng Dương. Phó Thị trưởng Dương, chào ông. À, chào ba cô. Tôi thường nhắc tới ông lắm. Nói ông là một đại ân nhân của ba tôi. Không dám, không dám. Lúc nãy khi tôi vừa bước vào, nhìn sơ qua còn tưởng là cô Viên Viên Tịnh Như nữa đó. Nói thật chứ hai người họ đúng là có hơi giống nhau. Thật hả? Có phải Phó Thị trưởng Dương nhớ tới cô Viên không? Thôi, ta vào trong cô đi. Được, được, được. Chúng tôi điều tra rồi. Tổng giá trị của số hàng buôn lậu trên chiếc thuyền Thuận Phong khoảng 6-7 triệu trở lên. Chủ yếu là một số thuốc giả, mỹ phẩm giả. Nếu như những thứ này mà được đưa vào thị trường sẽ làm hại biết bao nhiêu người, ông biết không? Không thể nào. Không thể nào. Chuyện này không liên quan gì đến Dương Kỳ Phong hết. Hả? Thật vậy sao? Cô Viên ra nước ngoài rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thế nào, cô ấy đến Singapore để học tiếng Anh à? Phó thị trưởng đừng lo, cô rất khỏe. Cô vừa gửi email cho tôi, nói là rất nhớ nơi này của chúng ta. Nếu cô ấy nhớ thì kêu cô ấy về đây đi. Chỗ này của chúng ta có ăn có ở, còn có người chăm sóc, chắc chắn là tốt hơn Singapore rồi. Được. Vậy để tôi sắp xếp bảo cô ấy về vào mùa hè. Xem ra ông vẫn khăng khăng nói là chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Dương Kỳ Phong. Tôi đã kiểm tra đường dây mà ông cung cấp, là một lô hàng buôn lậu điện thoại. Chẳng đáng giá bao nhiêu so với lô hàng thuốc giả và mỹ phẩm giả đó. Đúng là một trời một vực. Tôi mong ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bộ ở phía trên ông không có người nào giật dây ông thật sao?
Ủa, chị Trứng Dương, hôm nay tôi cố tình đến đây tìm cậu. Tìm tôi? Tôi làm phiền cậu nửa ngày thôi, muốn cùng cậu đi dạo một vòng. Đi đâu vậy? Không có gì đâu, muốn dẫn cậu đi hóng gió thôi. Công viên Bích Hải này là công trình đợt 2 xây nhà phúc lợi của chính quyền thành phố. Tổng cộng có 20 nhà, mỗi tầng có 4 phòng, cộng vào tổng cộng là 640 phòng. Người ta nói thành phố Giang Hải cũng giống như một thiếu nữ ở tuổi dậy thì, mỗi năm một vẻ, càng ngày càng trở nên đẹp hơn. Rồi, mấy năm nay thành phố chúng ta đúng là thay đổi rất nhanh. Ở trong này cũng có sự cống hiến vô điều kiện của các bộ đội biên phòng các cậu ha. Bất luận là bảo vệ an ninh xã hội, bảo vệ trật tự kinh tế hay là thúc đẩy sự phát triển ở hai nơi, bộ đội biên phòng chúng ta cũng đã lập được công lao không ít. Ông nhìn ông nói kìa, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Tiếp theo là công trình đợt thứ 3, đợt thứ 4 của công viên Bích Hải sắp khởi công rồi. Khi những công trình này vừa hoàn thành thì có thể nói vấn đề thiếu phòng của bộ đội biên phòng chúng ta coi như đã được giải quyết rồi. Cảm ơn Ủy ban Chính quyền thành phố đã quan tâm đến biên phòng chúng tôi. Năm ngoái chính quyền thành phố đầu tư cải cách khu nhà cũ cũng tốn không ít tiền. Lần này giải quyết phần đầu tư nhà ở của công chức. Cậu có biết công lao của ai lớn nhất không? Ai vậy? Để tôi cho cậu biết. Đó là Dương Kỳ Phong. Tập đoàn Kim Ngưu là lá cờ tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong thành phố ta, đã làm rất nhiều chuyện tốt cho thành phố. Nhà ở cho người nhà của những bộ đội công an là do Dương Kỳ Phong xây tặng đó. Những trường học như vậy trong thành phố của ta còn rất nhiều, đều được xây dựng vào những năm 70 cho đến năm 80. Dựa theo dân số của thành phố lúc bấy giờ, đúng là có thể giải quyết vấn đề đi học của thanh thiếu niên. Nhưng mấy năm nay kinh tế phát triển rất nhanh, thêm vào hàng triệu người nhập cư từ nơi khác, có thể nói là dân số thành phố gia tăng gấp đôi, nhưng mà trường học lại không có gia tăng. Vấn đề thanh thiếu niên khó mà đi học càng ngày càng rõ hơn. Ý kiến của người dân đối với chuyện này càng ngày càng nhiều. Chính quyền vô cùng coi trọng vấn đề này, mấy năm nay cũng đã đầu tư rất nhiều vào đó, nhưng cũng không thấm tháp vào đâu, không thể giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Chính là vào trong lúc này, lại là Dương Kỳ Phong. Đúng vậy, ông ấy lo theo những gì người dân lo, những gì người dân nghĩ, quyên góp gần 10 triệu bạc một cách vô điều kiện, đầu tư vào công trình hy vọng. Những công trình tu sửa và mở rộng của trường học mà cậu thấy đều có tiền của ông ấy. Vậy ông ấy là một nhà từ thiện rồi. Sao hình như cậu có thành kiến với ông ấy vậy? Điều tôi muốn nói với cậu là, nếu muốn Dương Kỳ Phong tiếp tục tài trợ các công trình xây dựng trong thành phố thì thật sự rất cần đến sự ủng hộ của bộ đội biên phòng các cậu. Chúng tôi chỉnh đốn trật tự xã hội trên biển, chống bọn buôn lậu, trước giờ đều là làm việc theo luật. Tôi không nói cậu không làm việc theo luật, tôi chỉ cảm thấy xử lý một số vụ án các cậu thể hiện tính linh hoạt vẫn chưa đủ. Ví dụ như có một số doanh nghiệp đã cống hiến rất nhiều cho nước nhà, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, với những điều kiện đặc biệt, thỉnh thoảng có một số hành vi phạm luật. Thân là cán bộ chấp pháp thì phải xem bản chất, sự cống hiến và phương hướng phát triển, không nên chú ý chuyện nhỏ mà cắn chặt không buông, khiến cho lòng người hoang mang, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, cậu nghĩ có phải không? Tất nhiên, đối với những doanh nghiệp mưu lợi bằng đường buôn lậu thì không thể dễ dàng bỏ qua, phải bắt cho thật căng, không được nương tay. Phó thị trưởng Dương đã nói với cậu như vậy thật sao? Chắc Dương Kỳ Phong vừa đánh trống vừa la làng, tìm ổng để gây áp lực cho cậu đó. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Không sao, tôi sẽ tìm ổng để giải thích giùm cậu. Không cần đâu. Khoan giải thích gì đã, ta phải tôn trọng ý kiến của lãnh đạo. Để sau khi chúng ta nắm bắt được chứng cứ buôn lậu thực sự của Dương Kỳ Phong rồi mới giải thích sao? Vậy chẳng phải có sức thuyết phục hơn hay sao? Đây cũng là một cách hay. Phó thị trưởng Dương phụ trách về kinh tế,
Nếu cân nhắc về mặt kinh tế nhiều một chút thì điều này có thể hiểu. Nhìn từ bề ngoài, doanh nghiệp của Dương Kỳ Phong đã cống hiến rất nhiều cho thành phố chúng ta. Lãnh đạo thành phố bảo vệ sự phát triển ổn định của một số doanh nghiệp tư nhân cũng là đúng thôi. Chỉ cần chúng ta tìm được chứng cớ thì tôi tin rằng ông ấy cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Sao em không ăn? Dương Kỳ Phong đã nhờ Dương Khôn nói ra những lời đó thật sao? Anh gạt em làm gì? Dương Khôn hồ đồ mắc mua nấy. Còn anh thì không. Bạn bè bao nhiêu năm nay, anh ấy biết anh điều tra ảnh thì không còn tình bạn gì nữa hết. Điều này chứng tỏ là anh ta có tật giật mình. Không làm gì thì sợ gì bị điều tra. Còn anh thì không sợ. Anh đừng nói dễ nghe như vậy. Em lo lắng nhất là sự an toàn của anh đó. Anh nghĩ Dương Kỳ Phong sẽ không làm gì anh đâu. Anh ngoài sáng, ảnh trong tối. Lần sau, không biết anh ấy sẽ còn bày trò gì nữa đây. Em đừng lo. Đến nghe. Alo, là tôi. À, Hiếu Đồng hả? Chuyện gì đó? À, không sao chú biết rồi. Được, mai mới nói nha. Hả? À. Chuyện gì vậy? À, không có gì. Hiếu Đồng nói gì với anh vậy? Công việc thôi mà. Ăn cơm đi. Điện cho chị đội trưởng chưa? Ông nói sao? Chú ấy cũng rất ngạc nhiên. Hình như không hề biết công việc chia lầu của người nhà chúng ta bị ngừng hẳn lại rồi. Ông ấy không biết. Chuyện này do ông gây ra mà ông không biết sao? Chúng ta phải tiếp tục sống chen chúc ở đây rồi. Xem ra Dương Kỳ Phong bắt đầu chính thức đánh trả chú ấy. Mình mặc kệ ai đấu với ai. Mình chỉ muốn được chia nhà ở càng nhanh càng tốt. Hai vợ chồng mình đã đợi hết 3 năm rồi. Mình cũng đã nhờ người đi hỏi công ty địa ốc. Tháng sau là họ có thể hoàn công. Sau khi hoàn công thì có thể chia nhà rồi. Cậu trách chị đội trưởng hả? Cũng không phải là trách. Mình cũng biết ông có nỗi khổ của ông. Nhưng chúng ta có nỗi khổ của chúng ta. Cậu nghĩ xem, con cái ngày càng lớn, trong nhà đâu có đủ ở. Cuối năm em của Tiểu Phong sẽ tốt nghiệp. Cổ sẽ dọn đến nhà mình ở. Cái nhà chật như vậy làm sao mà ở được đây? Không phải chỉ mình cậu gặp vấn đề đâu. Có rất nhiều gia đình gặp phải sự khó khăn về nhà ở mà. Vậy cậu nói xem, chị đội trưởng đối với Dương Kỳ Phong vào lúc này có phải là không được sáng suốt không? Vì cũng không nên vì vấn đề nhà ở của chúng ta mà để Dương Kỳ Phong nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng ngay cả vấn đề ấm no cơ bản nhất chúng ta không giải quyết được thì làm sao giải quyết được vấn đề quan trọng? Mình biết có lẽ mình nói hơi nặng lời, nhưng đây là sự thật. Mình tin là sẽ có rất nhiều người ủng hộ lời nói này của mình. Lần này chị đội trưởng chắc chắn là mất lòng rất nhiều người. Đại anh hùng Diêm, vì sự hiếu thắng của cá nhân ông khiến cho Dương Kỳ Phong đã ngừng hết mọi sự tài trợ đối với nhà ở cho người nhà biên phòng, khiến cho chúng tôi đều bị mừng hụt. Tất cả đều là tại ông. Sao vậy?
Em cảm thấy anh có nên nói chuyện với Dương Kỳ Phong không? Có gì để mà nói? Thứ nhất, anh ta sẽ không nghe lời khuyên của anh. Thứ hai, anh cũng sẽ không nghe lý luận của anh ta. Vậy em nói bọn anh có gì để nói đi? Ý của em là... Anh hiểu ý em muốn nói gì mà. Em yên tâm đi. Dương Kỳ Phong có Dương Khôn nói giúp anh ta, nhưng anh cũng có nhân dân ủng hộ anh kia mà. Nhân dân căm phẫn nhất chính là những thủ đoạn giao dịch tiền bạc và quyền lực. Đợi khi anh bắt anh ta rồi, trút cơn giận cho nhân dân, vậy không tốt à? Anh có lòng tin vậy thật sao? Ừ. Em yên tâm. Cảm ơn. Vào đi. Chị đội trưởng. Ôi trời, đồng đồng, có gì vậy? Chứ bận hả? Không sao hết, cháu vào đi đi. Dạ. Tìm chú có chuyện gì? Chuyện đó, chị đội trưởng, vừa rồi Tiểu Hà họ không phải cố ý chống đối với chú đâu. Chú đừng để bụng nha. Chú biết mà. Hôm qua cháu điện cho chú, chỉ hy vọng mọi người chúng ta, cháu hy vọng chúng ta đừng vì chuyện chia nhà ở mà xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ. Không đâu, cháu yên tâm đi. Đồng đồng à, chú rất cảm ơn cháu đã quan tâm đến chuyện này như vậy. Chú có thể hiểu cho hoàn cảnh gia đình của Tiểu Hà, cũng rất thông cảm cho họ. Dù gì thì chia nhà ở cũng là chuyện lớn của mỗi người, đúng không? Nhưng mà cháu xem, Dương Kỳ Phong làm như vậy khiến cho ai nấy cũng đều rất buồn. Cháu thật không ngờ con người này mở miệng là nhân nghĩa đạo đức nhưng lại xấu xa đến như vậy. Ông tưởng ông là ai chứ? Ý mình có tiền thì có thể bóp cổ họng của chúng ta, bắt chúng ta ngồi đợi sự bố thí của ông. Vậy sau này chúng ta làm sao làm việc đây? Đồng đồng à, cháu về giải thích với Tiểu Hà, bảo họ yên tâm. Chú đã báo cáo chuyện này cho cấp trên biết rồi, vấn đề nhà ở sẽ được giải quyết nhanh chóng mà thôi. Chị đội trưởng, cháu ủng hộ chú. Chúng ta nhất định phải tăng thêm đoàn phản kích cho Dương Kiệp Phong một đoàn thật mạnh, để bảo vệ uy nghiêm của công an biên phòng chúng ta. Đúng. Chú à, chị ở nhà quyết định như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Chuyện này đùa được à? Bây giờ biên phòng muốn điều tra chú, chú còn tài trợ nhà cho họ nữa sao? Không tài trợ, quyết không tài trợ. Đợi chú giải quyết xong Di Lạc Huy rồi, khi chúng ta đàng hoàng trở thành nhà doanh nghiệp nộp thuế đứng đầu Giang Hải, chú mới tài trợ cho họ. À, em đến rồi hả? Ngồi đi, ngồi đi. Vẫn khỏe. Giờ em nằm ở đâu? Trong một công ty tài chính. Làm được không? Cũng được. Mình hát nha.
Em muốn anh hát bài nhận lỗi cho em nghe. Được thôi, để anh hát. Bà sợ anh nỡ khiến em đau lòng. Còn bài gì? Anh mãi là nỗi đau trong lòng em. Và bài Ngày mai em có còn yêu anh nữa không? Tại sao anh lại như vậy? Là anh đuổi em đi mà. Sao giờ anh lại tìm em? Người ta sắp quên được anh rồi, sao anh còn đến tìm em nữa? Thôi nín đi em. Anh đến tìm em là vì anh nhớ em. Đến đi. Mày nhớ ngồi cho em nghe. Ủa, chủ nhiệm viên về rồi hả? Vẫn khỏe chứ chủ nhiệm viên? À, vẫn khỏe. À chú à, ê, cho chú xem cái này nè. À, thế nào? Em có nhìn ra sơ hở nào không? Không phải chứ. Sao Diêm Lạc Quy lại làm những chuyện này? Cháu thành công rồi. Nếu cô ấy vừa nhìn là biết giả thì sẽ không hỏi câu này đâu. Chả phải, đây chính là tác phẩm của chuyên gia ngụy tạo mà. Cho dù đưa ra tòa cũng không phân biệt được thật hay giả. Trời ơi, làm y như thật vậy, hoàn toàn không thấy được sơ hở gì. Diêm Lạc Quy đã làm gì anh rồi mà anh phải làm vậy để chơi khăm ảnh? Nếu anh không chơi hắn thì thành phố Giang Hải này sẽ không còn chỗ cho anh đứng nữa. Đúng vậy, ngày nào không loại được Diêm Đặc Quy thì ngày đó ta không được yên. Thật là đáng sợ. Những tấm hình này đều chụp được từ nhà ông ta. Lúc đó tay ông ta đang cầm khăn giấy, bây giờ được biến thành tiền. Kỹ thuật bây giờ tiên tiến thật đó. Cô không phải nói kỹ thuật này. Ý cô là mọi người hãm hại Diêm Đặc Quy như vậy, từ đây anh sẽ thân bại danh liệt đó. Vậy em giúp anh hay là giúp hắn? Anh muốn em giúp anh thế nào? Em phải đích thân đưa hình này cho Dương Khôn. Dương Khôn? Ừ, ông rất muốn gặp em. Để em đưa cho ông là thích hợp nhất. Em lại đứng ở đây. Em đi tắm rồi thay đồ ngủ đi. Em muốn hóng gió biển. Hôm nay gió rất lớn. Vào trong đi em. Kỳ Phong, anh không phải thật lòng muốn tìm em về đây đúng không? Có đúng không anh? Phụ nữ các em đúng là đa nghi quá. Anh nên nói thật cho em biết, anh làm gì Dương Khôn nên mới tìm em về đây, có phải không? Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ yêu em đúng không? Anh thừa nhận bây giờ Dương Khôn chính là lá bài tốt trong tay của anh. Lá bài tốt này phải nhờ em giúp mới có thể lật được. Em sẽ giúp anh chứ. Sau khi xong mọi việc, anh sẽ không quên em đâu. Em không cần anh nhớ em mãi mãi. Em chỉ hy vọng anh đừng lừa dối em nữa. Anh đâu có lừa dối em. Anh đừng lợi dụng tình cảm của em dành cho anh có được không?
Quá đáng. Quá đáng. À, đúng là quá đáng mà. Tên Diêm Lạc Quy này, thân là nhân viên chấp pháp, sao có thể làm như vậy? Ông cũng cảm thấy quá đáng đúng không? Nguyễn Linh không có chỗ ở nên đã ngủ nhờ nhà anh ta một đêm. Tôi thật không ngờ anh ta lại làm những chuyện như vậy. Sau khi Nguyễn Linh chịu phải cú sốc này, cả người như sắp điên lên được, chẳng dám bước ra khỏi nhà. Tôi thật sự rất lo cho Nguyễn Linh. Lỡ như con bé nghĩ quẩn làm ra chuyện dại dột thì chết mất. Vậy khi xảy ra chuyện, chắc chắn cô bé rất sợ. Sao lại trùng hợp như vậy? Có thể chụp hình hết tất cả quá trình của sự việc. Chuyện này làm sao giải thích đây? Nói ra thì cũng là ông trời có ý giúp cổ. Con người của Nguyễn Linh bình thường làm việc vô ý vô tứ, qua loa sơ sài. Đúng lúc trước đó nó mua một cái máy chụp hình mới, nó không biết sử dụng nên ở nhà bấm lung tung. Máy chụp hình này chụp hình rất đẹp, hơn nữa nó có chức năng là tự động. Cuối cùng nó quên tắt chức năng, để qua một bên. Thật không ngờ chụp lại lúc nào cũng không hay. Vậy Diêm Lạc Quy không phát hiện sao? Ông cũng đâu phải là không biết. Những lúc như vậy người ta đâu còn tâm trạng để mà để ý chuyện khác chứ. Câu này hơi quá đáng à. Chẳng lẽ không phải sao? Thị trưởng Dương à. Ông đó, ông phải phân xử giùm chúng tôi. Được rồi, yên tâm đi à. Ông không chút mảy may nghi ngờ là em nói sao? Dạ phải. Xem ra Diêm Lạc Quy gặp rắc rối to rồi. Còn em chỉ thấy đáng tiếc. Đàn ông nào em cũng gạt được hết. Người duy nhất không gạt được chính là anh. Sao lại lôi anh vào cuộc vậy? Cảm thấy em mức hả? Anh nói rồi, nếu lần này thành công, anh sẽ không quên công lao của em đâu. Đâu có công lao gì đâu. Điều em muốn là anh yêu em thật lòng, chứ em không muốn anh nhớ công lao gì của em. Em là vậy rồi. Thôi, những chuyện còn lại em đừng nghĩ nữa. Phó thị trưởng, tìm chính ủy à? Hôm nay chúng ta mở cuộc họp là vì gần đây có người tố giác chi đội trưởng Diêm Lạc Quy cưỡng hiếp cô gái phòng Nguyễn Linh. Chúng ta đã thành lập tổ điều tra với cơ quan công an địa phương để tiến hành điều tra cậu ta. Vì vậy trong thời gian điều tra, cậu ta sẽ bị đình chỉ công tác để xét hỏi. Mọi người thấy sao? Xin chào. Cái gì?
Cảm ơn. Chị đội trưởng, tất cả đội viên trong đội đều ủng hộ chú. Mọi người đều tin là chú vô tội. Cảm ơn mọi người. Làm việc đi. Ra ăn miếng cơm đi anh. Lúc trước giờ mơ mát, bận biết bao nhiêu là công việc. Bây giờ anh cũng không biết mình nên làm gì nữa. Hay là anh ngủ thêm một chút. Ngọc Đình à, anh đã gây ra quả lớn như vậy, anh biết trong lòng em rất khó chịu. Không có, em không cảm thấy khó chịu. Em tin anh là một chính nhân quân tử. Em tin anh sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng có liên quan đến em. Nếu hôm đó không phải em đòi giữ phòng Nguyễn Linh ở lại thì không xảy ra chuyện này. Chuyện này làm sao trách em được? Sau sự việc này, ngày nào em cũng tìm nó, nhưng đến giờ vẫn không tìm được. Xem ra chuyện này đã được Dương Kỳ Phong sắp đặt sẵn từ trước rồi. Anh cũng không ngờ Dương Kỳ Phong lại dùng thủ đoạn hạ lưu này đối phó với anh. Anh thấy ngày thường anh ta cười vui như vậy, thật ra anh ta là một con sói đội lốt người. Cây ngay sợ gì chết đứng. Lát nữa anh ra đi dạo. Thôi không nói nữa, em đi làm đi, nếu không sẽ trễ đó. Được, anh cũng nên ra ngoài đi dạo đi. Anh đừng quên, trưa nay chúng ta phải đưa con đến sân bay đó. Anh không quên đâu mà. Em không có nói chuyện của anh với con chứ? Không có, em sợ con buồn. Không nên ảnh hưởng tới tâm trạng của nó. Đúng. Em đi đi. Hy vọng sau khi con về thì những chuyện này đã được giải quyết. Em đi làm nha. Em đã cho anh biết bao nhiêu cơ hội rồi, tại sao không biết trân trọng gì hết vậy? Luôn gây phiền phức cho công ty. Năm ngoái anh lái xe xảy ra 2 lần tai nạn, lần này anh lại uống rượu lái xe bị cảnh sát bắt được. Anh thật ra đang nghĩ cái gì vậy? Sao em cũng đừng giận. Đừng giận anh mà. Gần đây anh cũng không biết tại sao mới uống có chút xíu, ai biết nó lại mạnh vậy chứ. Anh biết là mình đang lái xe, tại sao lại còn uống rượu chứ? Trời ơi, cũng tại bạn anh. Bạn anh? Chính là bị bạn anh hại anh chết đó. Được rồi, sau này không uống nữa. Thôi được rồi, anh đi đi. Ở đây không thể giữ anh lại rồi. Lần sau nói không chừng lại gây quả gì nữa. Không có đâu mà. Anh đó, anh tên là Trần Ngũ Nhất. Anh sinh vào ngày quốc tế lao động. Nhưng nhìn anh kìa, nhìn anh kìa, anh giống người lao động hay sao? Anh chỉ biết uống rượu gây chuyện, chẳng có chí cầu tiến. Em rất thất vọng về anh. Anh về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Ở ngoài không như ở nhà hả? Không phải là con muốn làm gì thì làm đâu. Nên giữ quan hệ tốt với thầy cô và bạn bè. Nên nghĩ cho người khác nhiều hơn biết không? Ba, sao những người này cứ nhìn chúng ta vậy? Ba có quen với họ không? Thì cứ để cho họ nhìn. Ba đừng giấu con. Xảy ra chuyện rồi phải không ba? Có
có phải bà bị cấp trên định chức rồi không? Bà quan cho bà quá. Ai nói cho con biết vậy? Chú Dư Kỳ Phong, con không biết ba với chú đã xảy ra chuyện gì, nhưng con nghe được giọng nói của chú ấy không được thân thiện lắm. Con nghĩ chú ấy cố tình nói cho con biết chuyện này. Ba, ba yên tâm, con sẽ đề phòng người này mà. Rất tốt. Ba, ba yên tâm, con tin ba không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Con sẽ không vì trong nhà xảy ra chút chuyện mà làm ảnh hưởng đến buổi diễn đâu ba. Rất tốt. Con của ba lớn rồi. Lệ Lệ. Mẹ, đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi mẹ. Ra ngoài cẩn thận nha. Con không có ở nhà, mẹ phải chăm sóc ba cho thật tốt đó. Ba mẹ cũng đừng lo cho con quá. Được, tới rồi, con mau vào đi. Tới nơi dạ. Như gọi điện về nha. Dạ. Hành lý nè. Tạm biệt ba mẹ. Tạm biệt con. Lệ Lệ đã biết chuyện của anh rồi. Sao lại như vậy? Dư Kỳ Phong không ngừng đả kích anh. Không sao, anh phải xem cuối cùng ai là người thắng cuộc.我曾经最爱的女人，在我的心里藏得最深，并不是常常想起你，却从来不曾忘记。我曾经最爱的男人，是否还记得最初的吻？有些事情现在想起来，那么好笑又纯真。 终究是一场美丽的梦在我的记忆中珍藏。也许我忘记你的模样，永远忘不了那种感觉。沧桑了改变我们的容颜，带走我们的青春。可是在我的心里，你永远美丽，永远不会老去。 我曾经最爱的男人，早已分开了许多年，在你的心里是否会偶尔把我想念？我曾经最爱的女人，也许这一生不再相逢，就让我们的心里永远留着最初的纯真。 青春，可是在我的心里，你永远美丽，永远不会老去。